Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 người liên quan đến website Thiendia2.cc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Website này có hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu, đã phát tán trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập. Ban đầu, trang này có tên Lầu Xanh, được chia làm nhiều mục, gồm các diễn đàn có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, video, hình ảnh, chuyện khiêu dâm, quảng cáo mua bán dâm. Ổ nhóm này lập 61 tài khoản quản trị được phân cấp, trong đó có một tài khoản Super Admin tổng được đặt tại nước ngoài. Nhóm này hoạt động theo phần việc được giao từ Super Admin thông qua chat Telegram. Tiền công được trả hàng tháng qua tiền ảo. Nguyễn Đức Vinh, sinh năm 1975, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, được xác định là kẻ điều hành đường dây trên tại Việt Nam. Quá trình điều tra, công an xác định số tiền nhóm này thu lợi bất chính là hơn 3 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Anh Phương, sinh năm 1994, thường trú tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó khoảng 15 giờ ngày 26 tháng 4, Công an thành phố Hạ Long đã tiếp nhận tố giác của chị HTKO, sinh năm 1997, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, về việc bị một người phụ nữ vào cửa hàng kinh doanh vàng của gia đình, giả vờ hỏi mua rồi cướp giật tài sản là một chiếc nhẫn tròn vàng 9999, trọng lượng 5 chỉ, trị giá 37 triệu đồng. Sau khi cướp giật tài sản, đối tượng nhanh chóng chạy ra xe mô tô đang để ngoài cửa hàng và tẩu thoát. Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được thủ phạm của vụ án là Lê Anh Phương. Tại cơ quan công an, Phương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Bộ, 62 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đối tượng bị truy nã ngày 8 tháng 5 năm 2022 của Công an huyện Bảo Lâm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 1998, Bộ bị vỡ nợ nên đã bỏ trốn khỏi xã Nghĩa Hòa để vào huyện Bảo Lâm sinh sống. Tại đây, Bộ ở nhờ trong nhà của ông Hoàng Văn Ba, sinh năm 1962, ngụ xã Lộc Phú, Bảo Lâm. Bộ đã giả mạo ông Ba để đăng ký hộ khẩu thường trú ở xã Lộc Bảo, Bảo Lâm với tên là Hoàng Văn Ba. Đến cuối năm 2000, Bộ mua một lô đất và mở xưởng mộc Hoàng Tuấn tại thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm. Từ năm 2000 đến đầu tháng 6 năm 2003, Bộ đã bán thửa đất của mình cho nhiều người và vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn. Công an huyện Bảo Lâm xác định, thời điểm đó, Bộ chiếm đoạt của người dân khoảng 300 triệu đồng và 1.300 đô la Mỹ. Rời huyện Bảo Lâm, Bộ đưa gia đình đến thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông sinh sống. Đáng nói, trong quá trình trốn truy nã, Bộ đăng ký thường trú và được cấp căn cước công dân. Cũng trong thời gian ở đây, Bộ tiếp tục mở nhiều công ty. Ngày 28 tháng 4, Công an huyện Bảo Lâm đã rà soát, phát hiện Phạm Văn Bộ là kẻ trốn truy nã nên tiến hành bắt giữ để điều tra, xử lý theo quy định. Sáng ngày 28 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 11 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích. Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa nhóm Bùi Quốc Dũng gồm 6 đối tượng với nhóm của Tạ Tâm Quyết gồm 5 đối tượng. Vào đêm ngày 27 tháng 1 năm 2024, nhóm của Bùi Quốc Dũng điều khiển xe mang theo hung khí tìm đánh nhóm của Tạ Tâm Quyết. Trên đường đi, nhóm Dũng gặp nhóm đối thủ đang ngồi tại đầu hẻm 6 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi nên đã dùng vỏ chai bia, hung khí rượt đánh nhóm Quyết rồi bỏ đi. Không chịu thua, nhóm Quyết tập hợp lại rồi mang theo hung khí để trả đũa. Nhóm Quyết tiếp tục tìm nhóm Dũng nhưng rượt đuổi đánh nhầm một số thanh niên đi trên đường. Sau đó, Quyết nhận điện thoại của bạn nhờ đến trước Bamboo Beer Club để đánh anh BHV đang hành nghề lái xe taxi tại đây. Quyết cùng với nhóm của mình kéo đến đánh anh BHV. Thấy đồng nghiệp bị đánh nên anh BNP can ngăn thì cũng bị Quyết hành hung gây thương tích. Ngày 28 tháng 4, Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Cường, sinh năm 1988, trú tại xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2022 đến nay, Đặng Văn Cường sử dụng tài khoản Đức Minh Khang tham gia vào nhóm Dân Tàu Thuyền Miền Bắc, tàu hút cát trên mạng xã hội Facebook và thường xuyên tương tác với các bài viết trong nhóm này. Cường tự nhận và thông báo trên các nhóm rằng mình có tàu cho thuê để vận chuyển đường sông hoặc có cát, sỏi, đất cần bán. Khi có người cần thuê tàu, thuyền hoặc mua vật liệu cát sỏi thì Cường yêu cầu khách hàng đặt cọc. Sau khi nhận được tiền đặt cọc của khách, Cường chiếm đoạt, sau đó chặn liên lạc và không thực hiện giao dịch như thỏa thuận với khách hàng. Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024, Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.